Huấn luyện viên Ten Hag nói thẳng về tương lai sau trận thua Tottenham, sau thất bại 0-3 trước Tottenham. Huấn luyện viên Erik Ten Hag đã nói thẳng về tương lai của mình tại Man United. Huấn luyện viên Erik Ten Hag đã tuyên bố rằng, ông không nghĩ tới khả năng bị sa thải sau trận thua 0-3 trước Tottenham, đồng thời tiết lộ rằng, vẫn nhận được niềm tin từ ban lãnh đạo Quỷ Đỏ khi đôi bên cùng quan điểm về chiến lược lâu dài cùng đội bóng. Cụ thể, nhà cầm quân người Hà Lan bác bỏ khả năng bị sa thải sau thất bại rằng, không, tôi không nghĩ về việc bị sa thải. Tất cả chúng tôi đã đưa ra lựa chọn tiếp tục làm việc với nhau vào mùa hè vừa qua. Mọi thứ được quyết định sau khi xem xét rõ ràng những gì chúng tôi cần phải làm. Chúng tôi biết điều đó và chúng tôi có chung quan điểm. Huấn luyện viên Ten Hag vẫn tự tin vào tương lai tại Man United. Được chơi trên sân nhà Old Trafford, thế nhưng Man United phải nhận bàn thua chóng vánh trước Tottenham ở ngay phút thứ 3. Vào cuối hiệp một, Quỷ Đỏ tiếp tục gặp bất lợi khi Bruno Fernandes nhận thẻ đỏ và bị rút quyền thi đấu. Trong thế 10 người, Mu đã không thể ghi bàn và đồng thời để thủng lưới thêm 2 lần, cuối cùng nhận thất bại chung cuộc 0-3. Nói về trận đấu, huấn luyện viên Erik Ten Hag cho biết để thủng lưới sớm sau 2 hoặc 3 phút, như vậy đã ảnh hưởng đến niềm tin của Man United. Chúng tôi đã để trung vệ đối phương vượt qua và truyền vào trong cho cầu thủ chạy cánh đệm bóng gần cột dọc. Tình huống này phải được ngăn chặn ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên. Chúng tôi đã chơi không tốt, nhưng từ thời điểm đó chúng tôi không giữ được vị trí. Man United cần phải làm tốt hơn sau những sai lầm như vậy. Chúng tôi cần phải bình tĩnh hơn. Bruno nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp 1, khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn với Man United đã bị Tottenham áp đảo thế trận với 61% tỷ lệ kiểm soát bóng. Dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Erik Ten Hag vẫn tạo ra được một số cơ hội dứt điểm. Nhà cầm quân người Hà Lan chia sẻ thêm, Mu cũng có những cơ hội để sửa chữa sai lầm. Khi vẫn còn đầy đủ cầu thủ trên sân, Zidane hay Garnacho đã có một số cơ hội. Ngay cả sau khi Bruno Fernandes nhận thẻ đỏ, chúng tôi vẫn có được một số tình huống nguy hiểm. Man United cần phải chấp nhận sự thật, mọi thứ cần được cải thiện. Lúc này chúng tôi cần hướng tới trận đấu tiếp theo, cần làm tốt hơn những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Vào giữa tuần, Man United sẽ bước vào trận đấu tiếp theo gặp Porto tại Europa League. Đây là trận đấu vô cùng quan trọng với Quỷ Đỏ, đặc biệt sau trận ra quân họ để hòa 1-1 trước Twente.